Kính thưa quý vị, nơi nào có yêu thương, nơi đó có Tết. Tết để yêu thương chính là nét văn hóa ngàn đời của dân tộc ta. Và câu chuyện hôm nay xin được bắt đầu với những người công nhân, những người đã cống hiến bàn tay, khối óc cho thành phố này. Sau một năm mưu sinh xa nhà thì ai cũng mong được về quê, mong được đoàn viên. Nhưng vì dịch bệnh, vì kinh tế khó khăn, năm nay thì nhiều lao động chấp nhận đón Tết xa nhà. Vậy Tết Nhâm Dần của họ ra sao? Mời quý vị đến với ghi nhận sau đây. Tết năm nay, vườn rau của ông Quang được san sẻ cho những người công nhân ở lại dãy trọ của ông. Của ít lòng nhiều, không khí ba ngày Tết vẫn ấm áp, đậm nghĩa tình. Ở đây bên nhà chú á, thì có trồng rau sạch trồng đầu đó. Thì anh chị em cũng do đó để hái vô rồi sinh hoạt. Năm vừa rồi thì cũng nhiều khó khăn nhưng mà cũng được bác Sáu là chủ nhà trọ ở đây cũng có hỗ trợ một phần nào đó để giảm bớt cái khó khăn cho những người ở trọ ở đây. Thì bây giờ qua năm mới thì tụi em có cái nguồn động lực. Gần 800 công nhân, người lao động tại huyện Nhà Bè không về quê đón Tết năm nay. Trên tinh thần chăm lo đầy đủ, không bỏ sót người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, Liên đoàn Lao động huyện Nhà Bè đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc và huyện ủy chăm lo hơn 1.700 phần quà với tổng trị giá 950 triệu đồng. Cùng với đó, những hoạt động chăm lo giàu tính nhân văn cũng được địa phương thực hiện trong những ngày đầu năm mới. Mình thăm công nhân thì phối hợp với lại liên đoàn phố nào mình có đến thăm rồi để vừa tặng quà cho công nhân lao động ở lại, rồi cũng chia sẻ, nói chung là cùng dùng bữa cơm với công nhân lao động, rồi tặng nói chung là lì xì cái lọc cho con của công nhân lao động để cho các cháu có một cái niềm vui giống như mình đang ở tại quê nhà vậy đó. Còn tại khu lưu trú công nhân 26, phường Thạnh Lộc, quận 12, hơn 40 anh chị em công nhân ở lại Tết này cũng đã được sống trong bầu không khí lạc quan, san sẻ những ngày Tết. Sự sẻ chia của những người cùng hoàn cảnh, của đoàn thể và các cấp chính quyền và của những chủ nhà trọ giàu tình cảm đã trở thành nguồn động viên cần thiết giúp những người công nhân phải ở lại thành phố năm nay thêm ấm lòng. Chính bản thân mình cũng là dân miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình cũng đã trải qua những cái giai đoạn ở trọ, cho nên mình cũng có cảm nhận những cái mà những người ở sống xa quê thì họ thiếu không cái gì. Mình phải gần gũi hơn, mà chia sẻ hơn. Các hoạt động chăm lo thiết thực và đầy ý nghĩa của tổ chức công đoàn đã đem đến mùa xuân vui tươi, ấm áp cho công nhân lao động khó khăn. Và những lời động viên, những món quà nhỏ như thế này chính là sự sẻ chia cần thiết với bà con xa quê, giúp người lao động an tâm, cảm thấy ấm áp, gắn bó với quê hương thứ hai của mình.